Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 12 tới tháng 7 năm 2021. Bây giờ đây thì cũng khá dậy, bây giờ là 8 giờ 20 phút tối. Thứ hai cho nên Thuận làm video cũng khá dậy thì bị công ty cũng khá bận. Bây giờ đã là ngày thứ ba, ngày 13 tây tháng 7 ở Việt Nam rồi. Thì trước hết đó, cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay đó là khi mà chúng ta nhìn vào giá cả hàng ngày Hôm nay cũng vậy, hôm qua cũng vậy, mấy tuần qua cũng vậy Thì các bạn thấy được là trong thời gian mấy chục ngày qua đó, Thì giá cả đi trong phạm vi từ 30-40 Các bạn thấy được là mỗi lần giá cả lên nên Thì nhiều bạn lại có cái sự là hy vọng Nhưng mà sau đó giá cả lại đi ngược trở xuống Và chúng ta bây giờ đã thật ra cái mức này cũng giống như tuần vừa rồi Cũng giống như tuần trước đó là khoảng 33.000 đô Thì trong tình trạng này thì không biết là có rất nhiều bạn khá là chán nản Nhất là khi mình còn tiếp tục đi hàng ngang vậy hoài Thì rất nhiều bạn cảm thấy là không được vui đó là điều mà thường có thể nắm bắt được và không chỉ riêng là cộng đồng thường capital khi mà các bạn lên trên mạng lên trên Twitter thì cũng có nhiều cái người có suy nghĩ tương tự nhưng mà nghĩ lại đó thì thời điểm này cũng giống như là những thời điểm như là năm 2020 năm 2019 khi mà giá Bitcoin dưới 10.000 đô và đi nghe một thời gian dài thời điểm đó là thời điểm mà cũng nhiều người không quan tâm đến thị trường này nhưng mà cũng trong thời điểm đó đó có rất là nhiều những thông tin tốt có rất là nhiều những điều đang xảy ra phía sau lưng ở thị trường này mà chúng ta không nghĩ đến đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong nhiều cái video cũng như là trước đây và hôm nay cũng như vậy Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà nhìn vào giá cả đó thì chúng ta thấy được ngày hôm nay thì các bạn thấy là giá cả thì đi từ cái mức là 34 000 xuống còn 33 000 thì cũng giống như là cuối tuần qua cái mức giá đi từ 33 tới 34 thì 34 trở về 33 và chúng ta đương nhiên khi mà chúng ta theo dõi giá hàng ngày đây thì Bitcoin đi xuống Các bạn thấy được là phần lớn khởi đồng đều là một màu đỏ tại vì đi theo xu hướng của Bitcoin Chúng ta nhìn vào những nông lớn đi các bạn thấy được ngày hôm nay đó thì phần lớn là màu đỏ Thì chúng ta nhìn xa hơn nữa các bạn thấy được là hôm nay là ngày 12 tháng 7 tại Hoa Kỳ Thì lịch sử giá Bitcoin năm 2013 ngày 12 tây tháng 7 đó là 88 đô 2014 ngày 12 tháng 7 đó là 627 đô 2015 ngày 12 tháng 7 đó là 290 đô 2016 658 đô, 2017 2.364 đô, 2018 là 6.230 đô, 2019 là 11.804 đô, 2020 là 9.297 đô, 2021 là 32.845 đô, thì 2022 giá Bitcoin sẽ là bao nhiêu? Thì điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó, chúng ta cần phải có tầm nhìn xa hơn. Các bạn đừng quan tâm đến giá trong vòng 5 ngày tới, thậm chí là trong vòng 5 tháng tới. Cái mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là giá Bitcoin sẽ ra sao trong vòng 5 năm Thì các bạn thì được lịch sử cho thấy cái sự tăng trưởng của Bitcoin này như thế nào Trong thời gian dài hạn và đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Những mà nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào có link ở bên dưới để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất hay là những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì cũng có thể bấm vào link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus hay là tìm hiểu những thông tin về đăng ký group tín hiệu trade miễn phí. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục để mà nói về những thông tin ngày hôm nay. Các bạn thấy được là trong tuần này chúng ta sẽ nghe nói tới rất nhiều những cái thông tin liên quan tới Rayscale. Các bạn cũng đã biết là cuối cùng tuần này cũng đã đến. Tuần này chia sẻ những cái video chi tiết hơn liên quan tới Rayscale với các bạn là trong tuần này chúng ta có một ngày mà có rất là nhiều những cái số lượng cổ phần của Grayscale được mở khóa đó chính là ngày nào đó chính là ngày 17 bảy tháng 7 chúng ta có tổng cộng tương đương giá trị đó là 16.000 Bitcoin sẽ được unlock bởi Grayscale nhưng mà đương nhiên cái vừa được unlock đó là không phải là Bitcoin đó chính là cổ phần GBTC và thật ra chúng ta quan tâm tới ngày 17 tháng 7 nhưng mà trong tuần này bắt đầu là ngày hôm nay ngày mai rồi ngày mốt rồi các bạn thấy được là ngày bảy tây và 19 chín tây là những ngày mà chúng ta có cái số lượng lớn cổ phần grayscale được unlock tại vì những cổ phần này được mua cách đây 6 tháng mỗi lần mà mua cổ phần grayscale thì bị lock lại 6 tháng sau mới mới bán được và chúng ta cũng đã biết là những cổ phần này đó là không thay đổi ra bitcoin cho nên trên căn bản các bạn thì được là không phải là 16.000 sáu bitcoin được unlock ngày 17 bảy tây tháng 7 mà chỉ là tương đương với cái số lượng giá là 16.000 sáu bitcoin thôi nhưng mà đây là những cổ phần được unlock chứ không phải là bitcoin khôi nên vẫn còn nhiều người hiểu lầm là có số lượng Bitcoin lớn được bán Không có số lượng Bitcoin lớn được bán Mà chỉ là cái cổ phần được bán mà thôi Đây là điều rất là quan trọng Tại vì đó các bạn thấy được là thường cố gắng chia sẻ những thông tin với các bạn Để cho tránh nhiều người có sự hiểu lầm Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là Sự thật như thế nào đó là không quan trọng bằng mọi người nghĩ là chuyện gì đang xảy ra Nhiều người vẫn nghĩ là cái số lượng lớn Bitcoin được unlock Đương nhiên điều này là không phải Thậm chí là sự nó phân tích với các bạn là cái sự kiện liên quan tới Rayscale đó thì hoàn toàn có thể là còn tốt với giá cả chứ không phải là xấu chứ giá cả tại vì các bạn cũng đã biết là có thể chúng ta có một số những lệnh short sẽ được đóng lại tại vì nhiều những nhà đầu tư lớn họ có thể là mua lệnh short họ có thể có những cái lệnh short để mà đảm bảo tài khoản của họ để mà quản lý rủi ro khi mà họ lưu trữ những cái cổ phần này trong thời gian là 6 tháng cho nên cái sự ảnh hưởng có thể là còn ngược lại nhưng mà nếu như mà mọi người đều hiểu lầm tưởng là cái số lượng Bitcoin lớn sẽ được unlock thì đương nhiên giá cả cũng sẽ phản ứng cái sự lo ngại đó trong thị trường và các bạn thấy được là hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy cả tuần này sẽ có nhiều thông tin liên quan tới Rayscale thậm chí ngày hôm nay thường còn thấy một cái thông tin mà thường cảm thấy là cũng không chính xác lắm đây chính là thông tin được chia sẻ bởi Trustno thì đây là một cái bài viết nói là có phải là Rayscale đang phạm về đâm bitcoin hay là không mà cái mà họ nói đó là chúng ta trở lại trang web của Bybit thì chúng ta sẽ thấy được đó, đây là cái biểu đồ cho các bạn thấy được là trong quỹ đầu tư Bitcoin Rayscale đó đang lưu trữ bao nhiêu bitcoin thì nhiều người đã chỉ được rất là rõ ràng là bắt đầu từ tháng 2 của năm 2021 thì chúng ta không thấy Rayscale mua thêm bitcoin nữa nhưng mà ngay sau đó thì sao? Ngay sau đó đó thì chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin ở trên cái quỹ đầu tư Rescale đó thì mất đi dần dần như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cái đường này đã từ từ có cái xu hướng đi xuống một chút thì chẩn đoán mỗi ngày đây là khoảng 30 cho đến 100 Bitcoin bị mất đi thì nhiều người nghĩ là công ty Rescale đó là đang bán số lượng Bitcoin này sự thật như thế nào thì đương nhiên đó các bạn cũng nên biết là những người đầu tư đó bây giờ họ chỉ có thể nạp tiền nạp bitcoin vào quỹ rayscale nhưng mà ngược lại họ không thể lấy cổ phần của mình để mà đổi ra bitcoin được cho nên bitcoin vẫn luôn được lóc lại trong quỹ đầu tư này cái số lượng đi mất đi đó có thể là cái số lượng này là cái số lượng rayscale tự mua lại cổ phần của mình tại vì có thể là cổ phần của mình họ nghĩ là bây giờ đang rẻ trên thị trường hoặc là các bạn cũng nên biết là rayscale là công ty quản lý Tài sản cho những khách hàng Thì đương nhiên họ phải tính phí quản lý Có thể là cái số lượng bịch kho này di chuyển từ từ Là cái số lượng mà họ lấy Cái phí quản lý của họ Đương nhiên nếu như mà bài viết này nói là có phải là TraceScale đang đâm bịch kho hay không Thì các bạn thấy được là cái số lượng bịch kho mất đi đó Rất là ít, có thể nói là chỉ có mấy chục bịch kho một ngày Mà thôi thì làm sao gọi là TraceScale đâm được Cho nên các bạn thấy được là nhiều bài viết trong tuần này sẽ liên quan tới Rayscale chủ yếu là gây cái sự lo ngại trên căn bản các bạn cũng đã biết sự thật như thế nào nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm nữa thì trên channel này thường có làm một cái video tuần vừa rồi chia sẻ thêm chi tiết liên quan tới cái sự kiện là Rayscale unlock Bitcoin ảnh hưởng như thế nào nhưng mà các bạn nên hiểu đó là chúng ta nhìn thấy đó phía sau lưng thì có rất nhiều điều đang xảy ra các bạn thấy được là chúng ta thấy thị trường này đó không những là im lặng mà chúng ta thấy được là đối với những nhà đầu tư lớn đó, nó còn sôi so động hơn nữa để chia sẻ một số thông tin với các bạn tại vì chúng ta chỉ nhìn vào giá cả hàng ngày các bạn nhìn vào những cái mạng xã hội thì các bạn có thấy thị trường bây giờ ảm đạm nhưng mà trên thực tế đứng sau lưng thị trường này đã những tổ chức đầu tư họ đang rất là tranh thủ các bạn thấy được là thông tin ngày hôm nay đó là cái quỹ đầu tư của Rayscale đó digital large cap fund đây là quỹ đầu tư của những cái đồng lớn đó, trong đó chúng ta có những đồng nào. Trong quỹ đầu tư này của Rayscale đó là có tổng cộng là 352 triệu đô la đang được quản lý và các bạn thấy được là trong vòng 12 tháng qua đó thì cái sự tăng trưởng là 306%. Thì mặc dù là giá cả các bạn thấy được chúng ta nhìn vào Bitcoin đi thì đã đi từ 65.000 xuống còn 33.000 nhưng mà trong vòng 12 tháng qua, quỹ đầu tư này vẫn tăng ba lần, 306%. Có thể nói được là các bạn thấy là chúng ta nhìn cái sự tăng trưởng của quỹ đầu tư này so với những quỹ đầu tư khác của phố Wall đó thì có thể các bạn sẽ nghĩ ra được là quỹ đầu tư này thu hút rất là nhiều cái sự chú ý đến từ những nhà đầu tư với cái số lượng tăng trưởng như vậy tại vì những quỹ đầu tư bình thường một năm thì những năm mà tốt đó có thể họ chỉ tăng trong vòng 20 30 50% mà thôi chứ làm sao mà có cái sự tăng trưởng mạnh như vậy Tôi thì nói được là thị trường crypto này là một thị trường mà có thể mang đến lợi nhuận đối với nhiều người là không thể tưởng tượng được. Mặc dù là nhiều bạn thị trường này đó các bạn nghĩ là các bạn đã quen với cái số lượng mà nhân 2 nhân 3 nhưng mà thật ra đối với nhà đầu tư thông thường, nhất là những quỹ đầu tư lớn đó, thì con số này mà con số họ không thể tưởng tượng được. Cho nên thu hút rất là nhiều cái sự chú ý. Nhưng mà cái quỹ đầu tư này đó, tôi cho chia sẻ trong đây có những cái đồng nào, sau đó chúng ta sẽ nói tới cái sự kiện liên quan tới cái quỹ Rayscale này à, với lại SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ mà chúng ta thấy nhiều thông tin ngày hôm nay là như thế nào và tôi sẽ chia sẻ ý nghĩa với các bạn. Tại vì trong lúc mà mọi người đã cảm thấy nhàm chán là cái lúc mà chúng ta cần phải chú ý đến là đứng sau lưng thị trường này đã những chuyện đang xảy ra. Các bạn thấy nhàm chán nhưng mà những tổ chức đầu tư họ lại đang rất là tranh thủ các bạn có thể thấy được là trong quỹ đầu tư này đó là phần lớn là Bitcoin là 68,2% là Bitcoin. Cái đó là Ethereum trăm là Ethereum, kế đó nữa là Cardano 4,3%. Còn những năm khác các bạn thấy là Bitcoin Cash, Litecoin và Chainlink thì ít hơn nhiều. Thì chủ yếu ba đồng lớn được lưu trữ là Bitcoin, Ethereum và Cardano. Thì cái thông tin mà chúng ta nhận được đó chính là thông tin là cái quỹ đầu tư của Rayscale này, quỹ đầu tư những đồng lớn đó, có nghĩa là Digital Large Cap Fund là đã lựa chọn là họ sẽ thông báo thông tin chi tiết với lại SEC. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái quỹ này đó là một cái quỹ mà dựa theo lực của Hoa Kỳ là không cần phải thông báo với lại SEC vì cái uh, sự mà pháp lý quỹ này thành lập đó thì không cần phải thông báo nhưng mà cái quỹ này của Rayscale đã quyết định là họ sẽ tình nguyện thông báo thông tin chi tiết trong quỹ này có những gì hoạt động ra sao đối với SEC thường xuyên. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là công ty Rayscale muốn nói với mọi người là họ không có gì cần phải giấu giếm hết. Họ là một công ty hoạt động và là một công ty mà tuân thủ pháp lý. Tại sao họ lại lựa chọn để mà thông báo tin tức cho SEC không phải là quá phiền phức hay không? Không phải đâu. Cái mà họ muốn chứng minh là mọi người hãy tin tưởng công ty Rayscale họ làm như vậy để cho lòng tin của những nhà đầu tư tăng lên để họ có thể có thêm nhiều người đầu tư vào thu hút thêm nhiều người vào trong thị trường này và đương nhiên đây là một những bước tiến tới để họ có thể là thành lập một quỹ đầu tư Bitcoin ETF và mọi người đã biết đây là cái bước tiến kế tiếp của công ty Rayscale họ có bốn bước tiến bước tiến bây giờ đó là bước tiến thứ ba là được công nhận và họ nạp thông tin thường xuyên cho SEC để chứng minh là họ không gì phải giấu giếm và bước cuối cùng là có một cái quỹ đầu tư ETF thì đây là cái bước thứ ba và các bạn thấy được là không chỉ riêng là Trayscale các bạn thấy là chúng ta nhận được thông tin ngày hôm nay mà một thông tin nhiều người cũng chia sẻ đó chính là công ty đầu tư Fidelity thì công ty đầu tư Fidelity này nói đó là vì cái sự tăng trưởng quá mạnh liên quan tới cái sự hứng thú đến từ những cái tổ chức đầu tư, những người đầu tư lớn đó, ở trong công ty Fidelity, cho nên họ đã phải gia tăng thêm cái bộ phận quản lý tài khoản kỹ thuật số à, của công ty Fidelity, họ phải tăng thêm một cách là mướn thêm 70% số lượng người trong cái bộ phận quản lý tài sản kỹ thuật số này, có nghĩa là Fidelity Digital Asset thì các bạn thấy được là Tom Chesup có nghĩa là chủ tịch của cái uh, bộ phận quản lý tài sản kỹ số này nói là năm vừa rồi đó là một năm mà đột phá cái sự tăng trưởng hứng thú của Bitcoin nó nhiều vô số kể và trong cái bài viết này đó thì Tom Chassup, chủ tịch của cái bộ phận này của Fidelity cũng đã nói là không chỉ riêng là Bitcoin mà họ đang nhìn thấy rất là nhiều những cái sự hứng thú đến từ những tổ chức đầu tư liên quan tới Ethereum thì cho nên bây giờ họ đang rất là tranh thủ để mà mướn thêm người để mà quản lý bộ phận này tại vì cái sự hứng thú đến từ những cái nhà đầu tư lớn nó quá nhiều Bitcoin và Ethereum các bạn cũng đã thấy được là trong lúc các bạn chán nản thì người khác lại rất là có hứng thú đây là điều rất là khác biệt và chúng ta thấy là nói từ Ethereum đó thì chúng ta nhìn vào thị trường DeFi đi DeFi đương nhiên là không phải chỉ riêng là Ethereum nhưng mà phần lớn bây giờ vẫn nằm trên mạng lưới của Ethereum thì mặc dù là các bạn thấy là giá cả không như ý muốn chúng ta nhìn vào cái thời điểm mà Bitcoin xuống giá mạnh đi, đó chính là thời điểm ngày 19 tháng 5, khi mà chúng ta thấy Bitcoin đột ngột rớt xuống tới 30.000 đô rồi đi hàng ngang cho tới bây giờ. Thì ngày 19 tháng 5 là chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này. Đây là biểu đồ mà có bao nhiêu địa chỉ ví sử dụng DeFi thì các bạn thấy được là giá cả đi xuống nhưng mà cái sự hứng thú liên quan tới DeFi thì lại không có đi xuống chúng ta nhìn đi ngày 19 tới tháng 5 đó chính là cái thời điểm này trên màn hình thì các bạn thấy là sau đó thì sao sau đó thì cái số lượng người sử dụng DeFi thường xuyên những cái địa chỉ ví cứ tăng lên và tăng lên và tăng lên và tăng lên cho tới bây giờ chúng ta đã có tổng cộng là 3 triệu địa chỉ ví sử dụng DeFi đương nhiên ba triệu địa chỉ ví cũng không phải là ba triệu người tại vì một người có thể là có nhiều địa chỉ ví và một địa chỉ ví có thể thuộc về nhiều người nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là giá cả đi xuống chúng ta thấy là hầu hết thị trường đều đi xuống khi mà bitcoin đi xuống thì chúng ta không thấy cái sự mất hứng thú đến từ thị trường defi mà cái số lượng địa chỉ ví sử dụng đang ngày lại càng tăng lên và tăng lên bây giờ đã đạt kỷ lục mới là 3 triệu thì chúng ta thấy được thị trường này không hề nguội lại khi chúng ta nói tới DeFi và đương nhiên thì chúng ta có những ứng dụng như là Uniswap chúng ta có OneIn chúng ta có SushiSwap và nhiều những ứng dụng khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình